Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Lượng Thị Tới cho biết, tính đến ngày 19 2, tức mùng 10 tháng Giêng, qua khảo sát từ các địa phương, doanh nghiệp và đơn vị liên quan, tỷ lệ doanh nghiệp đã hoạt động trở lại khoảng 98%, tỷ lệ người lao động quay trở lại làm việc là 97%. Tỷ lệ thiếu hụt lao động sau Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh dưới 3%, tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp cần nhiều lao động như dệt may, da dày, điện, điện tử, kinh doanh bảo hiểm tài chính. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh sau Tết không có nhiều thay đổi so với năm 2023. Lý do là tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp trong năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn do biến động của kinh tế toàn cầu, nên người lao động mong muốn ổn định việc làm gắn bó với doanh nghiệp hơn trong năm 2022.